Xin chào cả nhà, em lên một con đồng hồ vô ý nha, DNG. Đây là dáng tăng nha cả nhà. Size ngang là 42, càng là 52, mặt cực kỳ độc luôn. Đây. Đó. À, chạy cơ chế là 5 kim, nguyên rin từ A đến Z nha, thép đúc nha cả nhà. À, 5 kim lịch lọc, bấm giờ thể thao nha, núm độc lạ luôn nè, núm rin khóa rin. Kính đẹp luôn. Đó, mặt rất là độc nha cả nhà. Con này hàng hiếm nha, lần đầu tiên em mới thấy luôn. Đó, dây đủ tay 18 nha cả nhà. Đây, dây cũng độc luôn, mặt cũng độc luôn. Rất là đẹp nha, hàng hiếm nha cả nhà, lâu lâu mới có nha. Con này thương hiệu của Ý, rất là nổi tiếng. Đó, đây, lên tay nè, tay em 17 nè. Đó, rất là chuẩn luôn, có hai khóa nha. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi em mời cả nhà nha.